xin chào các bạn đây là chương trình hướng dẫn tự ôn thi acc của tự ôn thi com và trong video thứ ba của chuỗi bài giảng môn quản lý hoạt động này thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về cái chủ đề trọng yếu thứ hai trong môn học đó chính là cái kỹ thuật kế toán quản trị throughput accounting chúng ta biết rằng là ta nó là cái kỹ thuật kế toán quản trị giúp doanh nghiệp phân tích thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định đúng không ạ nhưng mà cụ thể thì cái kỹ thuật này nó có thể làm được cái điều gì đây từ cái góc độ quản trị hoạt động thì throughput nó được định nghĩa là cái giá trị hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy thì throughput nó sẽ là cái thước đo cốt lõi trong cái việc xác định tính hiệu quả của quản trị hoạt động của doanh nghiệp đúng không ạ? Một doanh nghiệp mà có cái giá trị throughput cao hơn thì nó sẽ có cái khả năng tối đa hóa doanh thu cao hơn các đối thủ và sau đó là hoạt động được đánh giá là hiệu quả hơn có doanh nghiệp nào mà lại không mong muốn cái điều này đúng không ạ? Nhưng vấn đề là làm thế nào để đạt được? Thì câu trả lời chính là để mà thúc đẩy uh, throughput thì đầu tiên công ty sẽ phải xác định các cái yếu tố, các cái nguồn lực ngăn cản công ty tối đa hóa throughput. Các cái yếu tố này được gọi là các cái nguồn lực giới hạn (bottleneck resource). Thì sau đó công ty sẽ tìm cách thúc đẩy cái công suất hoạt động của các cái nguồn lực giới hạn này lên thì TA nó chính là cái kỹ thuật kế toán quản trị cho phép doanh nghiệp thực hiện được hai cái bước công việc nhằm tối đa hóa throughput mà chúng ta vừa đề cập. Và cái phương pháp, cái kỹ thuật TA này thì nó được xây dựng dựa trên cái thuyết giới hạn viết tắt là TOC. Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta học về cái chủ đề throughput accounting, cái nội dung đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu chính là về TOC, thuyết giới hạn. Sau đó thì chúng ta mới đi tìm hiểu về các cái nội dung của TA. Cụ thể thì ta sẽ đi tìm hiểu ba cái vấn đề cốt lõi của TA. Sau đó là cách áp dụng TA trong việc ra các quyết định tối ưu hóa sản xuất và cuối cùng là đi tìm hiểu cái cách thức để tối đa thu hút hay nói cách khác là cái cách thức để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy chốt lại là với cái chủ đề về TA thì chúng ta sẽ có bốn cái nội dung quan trọng cần phải học đúng không ạ? và sau đây thì chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu từng nội dung này nhé nội dung đầu tiên thuyết giới hạn TOC thì uh, TOC nó là một cái hệ thống sản xuất và tối ưu hoạt động sản xuất bằng cách là thực hiện các cái biện pháp để chuyển hóa nguyên vật liệu thành doanh thu nhanh nhất có thể và từ cái góc độ tài chính thì cái khái niệm cốt lõi của TOC nó chính là tìm cách để tối ưu hóa throughput trong khi giữ các cái chi phí khác ở cái mức tối thiểu. Thì ở đây chúng ta vẫn nhắc đến throughput nhưng mà từ cái góc độ tài chính thì throughput nó sẽ được xác định bằng cách là lấy doanh thu mà trừ đi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Các bạn lưu ý là đừng nhầm lẫn cái khái niệm uh, throughput với cái khái niệm contribution trong phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên nhé trong cái phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên hay là marginal costing thì chúng ta sẽ có cái khái niệm là, là contribution thì sẽ bằng doanh thu mà trừ đi các cái chi phí biến đổi trong đó thì các cái chi phí biến đổi ở đây sẽ bao gồm toàn bộ các cái chi phí sản xuất biến đổi tức là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này chi phí nhân công trực tiếp này và chi phí sản xuất chung biến đổi đúng không ạ trong khi đó thì cái throughput này của chúng ta ở đây nó chỉ là tranh lệch giữa doanh thu và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà thôi được chưa? Như vậy cái điểm đầu tiên chúng ta cần nhớ về cái thuyết giới hạn ở đây đó là mục tiêu của nó là tối đa hóa throughput, được chưa? Và bây giờ chúng ta hãy đi xem năm cái nguyên tắc hay là năm cái nội dung cốt lõi của cái thuyết giới hạn này. Nội dung thứ nhất đó là thuyết giới hạn cho rằng sẽ luôn có một nguồn lực giới hạn hay là còn gọi là nguồn lực bị giới hạn bottleneck resource. Thì thế nào là nguồn lực bị giới hạn? thì nguồn lực bị giới hạn nó làm cái nguồn lực có cái công suất có cái khả năng hoạt động thấp hơn các cái nguồn lực các cái hoạt động khác trong quá trình sản xuất của công ty ví dụ như một công ty muốn sản xuất 100 sản phẩm cần phải có 200 kg nguyên vật liệu 100 giờ nhân công và 100 giờ máy tuy nhiên thì công ty lại chỉ đang có 80 giờ nhân công thôi như vậy thì rõ ràng là cái nguồn lực về số giờ nhân công này nó đang giới hạn lại cái quá trình sản xuất của công ty bởi vì là công ty cần 100 giờ nhưng thực tế lại chỉ có 80 giờ và như vậy thì cái quá trình sản xuất nó bị sẽ bị giới hạn theo cái 80 giờ nhân công này. Và khi đó chúng ta sẽ nói rằng cái giờ nhân công này chính là cái nguồn lực bị giới hạn của quá trình sản xuất. Cái nội dung thứ hai đó là luôn tồn tại một cái công suất chờ cho các cái nguồn lực còn lại. Thế nào là công suất chờ? Công suất chờ chính là như trong ví dụ của chúng ta. Khi mà cái quá trình sản xuất đã sử dụng hết 80 giờ nhân công thì để sự khi mà sử dụng hết 80 giờ nhân công thì tương ứng với đó là sẽ sử dụng 160 kg nguyên vật liệu và 80 giờ máy đúng không ạ? Như vậy thì số giờ nhân công đã hết rồi. Quá trình sản xuất đã bị dừng lại rồi. Tuy nhiên công ty vẫn còn 40 kg nguyên vật liệu thừa và uh, 20 giờ máy thừa thì rõ ràng là 40 kg nguyên vật liệu và 20 giờ máy này sẽ phải chờ cho đến khi cái uh, nguồn lực nhân công được bổ sung để tiếp tục quá trình sản xuất tuy nhiên trong cái thuyết giới hạn này thì cái công suất chờ này là một điều hoàn toàn chấp nhận được được phép tồn tại bởi vì là cái thuyết giới hạn này nó giả định rằng ngoài cái chi phí nguyên vật liệu ra thì các cái chi phí sản xuất khác sẽ là cố định trong ngắn hạn và bởi vì nó đã là cố định rồi thì bất kể là sản xuất có diễn ra hay không thì cái chi phí này nó vẫn không thay đổi nghĩa là cái công suất chờ này nó sẽ không tốn thêm tiền cho công ty và do đó nó là chấp nhận được Nội dung thứ ba của thuyết giới hạn đó là các cái nguồn lực không bị giới hạn thì không nên được sử dụng vượt quá mức tương ứng để tối đa hóa throughput tính theo cái nguồn lực bị giới hạn. Nghe thì rất là khó hiểu đúng không ạ? Thực tế thì nó không quá là khó hiểu đâu. Chúng ta cùng quay lại cái ví dụ lúc trước mà chúng ta đã đề cập. Công ty muốn sản xuất 100 sản phẩm thì cần 200 kg nguyên vật liệu, 100 giờ công và 100 giờ máy. Tuy nhiên thì công ty chỉ có 80 giờ máy à giờ công thôi thì khi đó cái giờ công này nó chính là cái nguồn lực bị giới hạn của công ty. Và như vậy thì đồng nghĩa với việc là cái yếu tố nguyên vật liệu và số giờ máy nó sẽ là các cái nguồn lực không bị giới hạn đúng không ạ? Và bởi vì công ty bị giới hạn ở 80 giờ công thì tương ứng với 80 giờ công sẽ là công ty chỉ có thể sản xuất được tối đa là 80 sản phẩm. Và 80 sản phẩm này sẽ tương ứng với việc sử dụng 160 kg nguyên vật liệu và 80 giờ máy. Thì cái ý nghĩa của cái nội dung thứ ba của thuyết giới hạn ở đây chính là công ty không nên sử dụng quá 160 kg nguyên vật liệu hay quá 80 giờ máy để sản xuất uh, 80 sản phẩm tương ứng với cái 80 cái giờ công này. Nội dung thứ tư của thuyết giới hạn đó là quá trình sản xuất chỉ nên được giới hạn theo công suất của nguồn lực bị giới hạn. Trong cái ví dụ vừa rồi của chúng ta thì uh, cái số giờ công của công ty bị giới hạn là 80 giờ mà 80 giờ công này thì sẽ tương ứng là công ty chỉ sản xuất được 80 sản phẩm. Thì khi đó cái ý nghĩa của cái nội dung thứ tư này chính là công ty chỉ nên sản xuất tối đa là 80 sản phẩm và không nên sản xuất vượt quá con số 80 này. Bởi vì uh, nếu như công ty cố tình sản xuất vượt quá 80 sản phẩm thì do bị thiếu hụt về cái nguồn lực nhân công. Do đó thì công ty có sản xuất thêm thì các cái sản phẩm tiếp theo nó cũng chỉ là sản phẩm dở dang mà thôi, bởi vì thiếu nhân công nên nó không thể hoàn thiện sản phẩm được đúng không ạ? Mà cái sản phẩm dở dang thì nó sẽ không tạo ra lợi nhuận cho công ty do đó không cũng không tăng thêm được throughput do đó nó sẽ chỉ gây lãng phí mà thôi. Cái nội dung thứ năm của thuyết giới hạn đó là hàng tồn kho thì là không mong muốn và chỉ nên được duy trì ở mức tối thiểu theo, theo cái hệ thống quản lý Just in time nghĩa là cái uh, hàng tồn kho thì nó sẽ gây thêm tốn thêm cái chi phí cho công ty do đó thì sẽ không tối đa hóa được throughput vì vậy nên nó sẽ là không mong muốn. Trong sách của BPP thì có đề cập đến năm cái giai đoạn để thực hiện nó theo cái thuyết giới hạn là TOC này. Tuy nhiên bởi vì trong cái đề thi của chúng ta sẽ không đi sâu vào thuyết giới hạn mà chúng ta sẽ tập trung vào support accounting, cho nên mình sẽ không giải thích về năm cái bước thực hiện là, thuyết giới hạn nữa. Các bạn có thể tham khảo thêm trong sách của BPP. Sau khi mà đã nắm được bản chất của thuyết giới hạn rồi thì chúng ta bây giờ sẽ đi nghiên cứu về TA về cơ bản thì cái TA này nó sẽ bao gồm ba cái nguyên lý được xây dựng trên các cái nội dung của thuyết giới hạn mà chúng ta vừa đi tìm hiểu. Nguyên lý thứ nhất đó là trong ngắn hạn ngoại trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí biến đổi, còn đâu tất cả các cái chi phí sản xuất khác còn lại sẽ là chi phí cố định. Tức là trong cái kỹ thuật kế toán quản trị TA này thì toàn bộ như là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này, chi phí sản xuất chung biến đổi này, chi phí sản xuất chung cố định đều sẽ là chi phí cố định và để tiện cho cái mục đích quản lý thì toàn bộ các cái chi phí cố định này sẽ được nhóm một nhóm gọi là TFC nó sẽ tiện cho việc tính toán cái nguyên lý thứ hai đó là hàng tồn kho sẽ là cái điều không mong muốn trong hoạt động của doanh nghiệp sản phẩm không nên được sản xuất trừ khi khách hàng có đặt hàng và cái mức dự trữ hàng tồn kho lý tưởng nên là bằng không và cái quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ hoạt động hiệu quả ở cái mức công suất của nguồn lực bị giới hạn. Thì tại sao lại nói như vậy? Hãy quay trở lại cái ví dụ của chúng ta ở phần thuyết giới hạn thì một công ty cần phải sản xuất 100 sản phẩm sẽ cần có 200 kg nguyên vật liệu, 100 giờ công và 100 giờ máy đúng không ạ? Và cái số giờ công bị giới hạn ở mức 80 giờ, tức là cái nguồn lực giờ nhân công này nó sẽ là cái nguồn lực bị giới hạn rồi thì khi đó cái quá trình sản xuất nó sẽ chỉ hiệu quả ở cái mức công suất là 80 giờ này thôi. Tức là cái quá trình sản xuất sẽ bị giới hạn ở cái mức sản phẩm tương đương với 80 giờ, tức là không quá 80 sản phẩm. Nếu như công ty mà sản xuất vượt quá cái mức 80 sản phẩm này thì sao? Thì tất nhiên là khi đó sẽ phát sinh chi phí sản xuất rửa ra tức là phát sinh hàng tồn kho mà hàng tồn kho thì là điều không mong muốn trong phương pháp TA này được chưa? Nguyên lý thứ ba đó là việc tối đa lợi nhuận sẽ đồng nghĩa với việc tối đa throughput. Bởi vì trong TA thì lợi nhuận sẽ được xác định bằng throughput mà trừ đi TFC, tức là trừ đi các cái chi phí sản xuất khác. Mà theo giả định trong TA thì các cái chi phí TFC này nó sẽ là cố định trong ngắn hạn, do đó cái phần lợi nhuận nó sẽ chỉ phụ thuộc vào cái phần throughput là bao nhiêu thôi. Chính vì thế tối đa lợi nhuận sẽ là tối đa throughput. Các bạn hãy ghi nhớ các cái nguyên lý này bởi vì trong các câu hỏi lựa chọn của chúng ta rất có khả năng là từ thi người ta sẽ hỏi về các cái nguyên lý vận hành TA này. Đến giờ thì chúng ta đã học đã nắm được các cái nguyên lý cơ bản của TA rồi nhưng mà làm thế nào để vận dụng TA trong cái việc ra quyết định để mà đạt được cái mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đây. Để mà tối đa hóa lợi nhuận hay là tối đa hóa throughput thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta lựa chọn ưu tiên sản xuất các cái sản phẩm có throughput cao hơn. Cách thứ hai đó là chúng ta lựa chọn ưu tiên sản xuất các cái sản phẩm có cái hệ số TPR cao hơn. TPR nó là viết tắt của cái thuật ngữ throughput accounting ratio thì lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái hệ số này sau. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu cái cách để lựa chọn sản phẩm mà có thể tạo ra throughput cao hơn đã để có thể xây dựng cái kế hoạch sản xuất tối ưu bằng cách lựa chọn cái sản phẩm tạo ra throughput cao hơn thì chúng ta cần phải làm qua năm bước sau bước thứ nhất là chúng ta đi xác định cái nguồn lực bị giới hạn bước thứ hai là chúng ta tính cái throughput per unit tức là cái throughput đơn vị cho một sản phẩm và đối với mỗi sản phẩm thì chúng ta sẽ đi tính cái chỉ tiêu uh, throughput đơn vị cho một cái nguồn lực bị giới hạn và bước thứ tư là chúng ta sẽ đi xếp hạng sản phẩm dựa trên cái kết quả tính toán của mình. Và bước thứ năm là chúng ta sẽ đi phân bổ nguồn lực cho cái kế hoạch sản xuất tối ưu. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp nhưng các bạn sẽ thấy nó không phức tạp làm đâu. Chúng ta sẽ cùng đi xem một cái ví dụ sau. Một công ty sản xuất hai sản phẩm A và B với cái thông tin chi tiết như sau. Giá bán đơn vị của sản phẩm A và sản phẩm B lần lượt là 5 đô và 4 đô. Chi phí nguyên vật liệu lần lượt là 2 đô và 1,8 đô. Chi phí nhân công lần lượt là 1 đô và 0,8 đô. Cái sản lượng sản xuất hay là sản lượng tiêu thụ dự kiến là 1.000 sản phẩm một tuần đối với sản phẩm A và 1.500 sản phẩm một tuần đối với sản phẩm B. Cái số giờ máy cần thiết để sản xuất một sản phẩm A là 1 đô. Mình xin lỗi là 1 giờ, trong khi đối với sản phẩm B là 0,8 giờ. Cái công suất máy tối đa là 2.000 giờ một tuần Tổng cái chi phí hoạt động chung uh, TFC của công ty là 5.000 đô một tuần Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định cái uh, kế hoạch sản xuất tối ưu Bằng cách uh, lựa chọn sản phẩm tạo ra throughput cao hơn Bước thứ nhất là chúng ta đi xác định cái yếu tố bị giới hạn Thì chúng ta thấy rằng uh, để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất của công ty đó là 1.000 sản phẩm A và 1.500 sản phẩm B thì công ty sẽ cần phải có 2.200 giờ. Chúng ta tính bằng cách là lấy 1.000 sản phẩm A nhân với số giờ máy cho một sản phẩm là 1 giờ cộng với 1.500 sản phẩm B nhân với 0,8 số giờ máy trên một sản phẩm tổng là 2.200 giờ. Tuy nhiên thì cái giới hạn tối đa về số giờ máy của công ty chỉ là 2.000 giờ một tuần. Như vậy thì công ty đang bị thiếu mất 200 giờ đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta có thể xác định được cái số giờ máy này nó chính là cái nguồn lực hay là cái yếu tố bị giới hạn. Bước thứ hai chúng ta sẽ đi tính cái chỉ tiêu uh, throughput per unit cho mỗi cái sản phẩm. Thì chúng ta tính như sau, trước tiên là chúng ta đi xác định throughput là đối với sản phẩm A thì có giá bán đơn vị là 5 đô trong khi cái chi phí nguyên vật liệu là 2 đô. Như vậy thì Thu phụ tính cho một sản phẩm A sẽ là bằng 5 trừ 2 tức là bằng 3 đô. Chúng ta tính tương tự như vậy cho sản phẩm B thì chúng ta sẽ có được cái chỉ tiêu throughput per unit của sản phẩm B là 2,2 đô trên một sản phẩm. Bước thứ ba chúng ta đi xác định chỉ tiêu uh, throughput per unit cho một cái đơn vị uh, nguồn lực bị giới hạn trong trường hợp này chính là số giờ máy. Thì chúng ta sẽ tính như sau, Chúng ta lấy cái throughput per unit mà chúng ta tính được ở bước thứ hai, chúng ta chia cho cái số giờ máy để sản xuất một sản phẩm. Cụ thể với sản phẩm A, chúng ta lấy uh, 3 đô mà chia cho một giờ thì chúng ta sẽ ra được cái chỉ tiêu throughput per machine hour là uh, 3 đô trên 1 giờ. Tính tương tự cho sản phẩm B là chúng ta lấy hai 2, 2 đô chúng ta chia cho 0.8 giờ thì chúng ta sẽ ra được cái chỉ tiêu là um, throughput per machine hour là 2,75 đô trên 1 giờ. Như vậy chúng ta sẽ thấy là sản phẩm A là sản phẩm mà tạo ra được uh, throughput uh, cao hơn, tức là 3 đô trong khi sản phẩm B thì chỉ là 2,75 đô thôi. Do vậy thì sản phẩm A sẽ được uh, lựa chọn ưu tiên để sản xuất cho cái mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa throughput chúng ta chuyển sang cái bước thứ năm đó là chúng ta đi phân bổ nguồn lực để thiết lập ra cái kế hoạch sản xuất tối ưu thì chúng ta có thể lập bảng như sau đầu tiên là bởi vì sản phẩm A sẽ là sản phẩm được ưu tiên lựa chọn để sản xuất thì chúng ta sẽ sản xuất tối đa sản phẩm A luôn tức là 1.000 sản phẩm một tuần để sản xuất sản phẩm một nghìn sản phẩm A thì chúng ta sẽ cần là một nghìn sản phẩm mà nhân với 1 giờ máy trên một sản phẩm đúng không ạ? Như vậy tổng số giờ máy dành cho sản phẩm A là một nghìn giờ và tổng cái throughput tính cho sản phẩm A sẽ là 1.000 sản phẩm mà nhân với 3 đô trên một sản phẩm là bằng 3.000 đô. Đối với sản phẩm B thì bởi vì chúng ta đã dành 1.000 số giờ máy để đó, sản xuất sản phẩm A rồi nên chúng ta sẽ chỉ còn là 2.000 trừ đi bằng 1.000 giờ máy để sản xuất sản phẩm B thôi. Và với 1.000 giờ máy thì chúng ta sẽ có thể sản xuất được là 1.000 chia cho 0.8 bằng 1.250 sản phẩm B. 1.250 sản phẩm B này thì sẽ mang lại eh, throughput cho công ty là 1.250 mà nhân với cả 2.2 đô chúng ta đã tính ở bước thứ hai và sẽ ra được kết quả là 2.750 đô. Như vậy thì cái kế hoạch sản xuất tối ưu này sẽ mang lại cho công ty uh, tổng thu thụt là 5.750 đô. Chúng ta có cái dự kiện là tổng cái chi phí hoạt động khác TFC của công ty là 5.000 đô. Như vậy chúng ta sẽ tính được lợi nhuận từ cái kế hoạch sản xuất này là 5.750 đô trừ đi 5.000 đô bằng 750 đô. Thì đây là năm bước để chúng ta uh, xây dựng cái kế hoạch sản xuất tối ưu để tối đa hóa thu thụt, tối đa hóa lợi nhuận bằng cách là đánh giá lựa chọn sản phẩm dựa trên throughput để có thể uh, xây dựng cái kế hoạch sản xuất tối ưu bằng cách lựa chọn sản phẩm tạo ra TPR cao hơn thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu TPR là gì thì TPR nó là một cái tỷ lệ được xác định bằng cách lấy uh, throughput tính cho một cái đơn vị sản uh, một đơn vị nguồn lực bị giới hạn mà chia cho cái uh, chi phí hoạt động khác tính cho một đơn vị nguồn lực bị giới hạn chi phí hoạt động khác thì chính là các cái chi phí sản xuất mà ngoại trừ chi phí nguyên vật liệu và nó sẽ bao gồm cả các cái chi phí nhân công trực tiếp hay là các cái chi phí sản xuất chung khác là cái cách phân chia về mặt chi phí của nó sẽ hơi khác so với cái uh, quan niệm về chi phí ở trong cái phương pháp các cái phương pháp kế toán thông thường đúng không ạ và các bạn lưu ý rằng cái hệ số tpr này nó đại diện cho cái khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty nếu như mà tpr nhỏ hơn một nghĩa là throughput sẽ nhỏ hơn cái phần uh, các cái chi phí sản xuất chung khác Do đó thì cái lợi nhuận nó sẽ nhỏ hơn không. Còn nếu như TPR bằng 1 thì tức là lợi nhuận bằng 0 Do vậy thì công ty phải tạo ra TPR lớn hơn 1 Để đảm bảo là không bị lỗ Và TPR càng cao thì tức là lợi nhuận càng cao Để có thể lựa chọn ra sản phẩm tạo ra cái tỷ lệ TPR cao hơn Thì chúng ta cũng sẽ phải làm 5 bước Giống như là chúng ta đã làm khi mà lựa chọn sản phẩm tạo ra throughput cao hơn Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây là nó nằm ở cái bước thứ ba Tức là nếu như khi chúng ta lựa chọn sản phẩm tạo ra throughput cao hơn thì chúng ta sẽ đi tính cái uh, throughput cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn ở cái bước thứ ba Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ đi tính cái hệ số TPR ở cái bước thứ ba này. Chúng ta hãy cùng đi xem xét một ví dụ sau. Quay trở lại ví dụ của chúng ta đối với trường hợp chúng ta lựa chọn sản phẩm dựa trên throughput thì để có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên TPR thì chúng ta cũng sẽ thực hiện năm bước, giống như là chúng ta đã làm đối với trường hợp lựa chọn sản phẩm dựa trên throughput. Tuy nhiên tại bước thứ 3, thay vì chúng ta chỉ dừng lại ở việc tính ra cái chỉ tiêu uh, throughput cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn, thì chúng ta sẽ uh, tính cái chỉ tiêu TPR và TPR nó sẽ được xác định bằng cái chỉ tiêu thứ nhất là throughput trên một đơn vị nguồn lực bị giới hạn. Thì ở đây chúng ta đã tính được là bằng uh, 3 và 2,75 cho lần lượt cho hai sản phẩm. Sau đó chúng ta sẽ phải tính cái chỉ tiêu thứ hai đó là cái chi phí hoạt động khác cho một đơn vị nguồn lực bị giới hạn. Thì cái chỉ tiêu này sẽ được tính bằng cách lấy tổng cái chi phí hoạt động khác TFC là 5.000 đô một tuần mà chia cho Ờ, tổng cái giới hạn tối đa của nguồn lực bị giới hạn ở đây là 2.000 giờ. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí hoạt động khác tính cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn là 5.000 đô chia cho 2.000 giờ bằng 2,5 đô trên 1 giờ. Và TPR sẽ bằng 3 chia cho 2,5 bằng 1,2 đối với sản phẩm A và đối với sản phẩm B sẽ là 2,75 chia cho 2,5 bằng 1,1. Thì chúng ta thấy rằng Sản phẩm A vẫn là sản phẩm mà tạo ra cái hệ số TPR cao hơn và do đó thì A sẽ là sản phẩm được lựa chọn ưu tiên để sản xuất. Thì cả hai cái phương pháp lựa chọn sản phẩm dựa trên throughput hay là dựa trên TPR nó sẽ luôn đưa ra cùng một cái quả, một cái kết quả xếp hạng sản phẩm. Các bạn lưu ý điều này. Sau khi mà đã nắm được cái cách vận dụng TA trong việc ra quyết định sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa throughput rồi thì bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay đó chính là các cái biện pháp để cải thiện throughput hay là TPR. Kết quả tính toán TPR thì không chỉ giúp cho các nhà quản lý có thể đưa ra được các cái kế hoạch sản xuất tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận mà còn có thể giúp cho nhà quản lý cân nhắc để lựa chọn các cái biện pháp nhằm thúc đẩy TPR lên cái mức mà công ty mong muốn. Chúng ta biết rằng TPR thì được tính bằng cái uh, throughput tính cho một cái nguồn lực bị giới hạn mà chia cho cái chi phí hoạt động khác tính cho một nguồn lực bị giới hạn. Vì vậy để có thể uh, uh, gia tăng uh, TPR thì công ty sẽ phải tìm cách để uh, tăng cái tỷ lệ uh, throughput tính cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn và giảm cái uh, tỷ lệ chi phí hoạt động khác tính cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn để có thể tăng uh, throughput tính cho một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn thì công ty có thể sử dụng cách là tăng giá bán hoặc là giảm cái uh, chi phí nguyên vật liệu bởi vì throughput thì sẽ được xác định bằng giá bán trừ đi chi phí nguyên vật liệu mà do đó thì khi tăng giá bán hoặc giảm chi phí nguyên vật liệu thì throughput sẽ tăng và do đó cái tỷ lệ throughput trên một đơn vị sản phẩm, à, trên một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn cũng sẽ tăng. Hoặc là công ty cũng có thể sử dụng cách là nâng cao cái hiệu suất làm việc để tăng cái số sản phẩm sản xuất được trên một đơn vị nguồn lực bị giới hạn lên. Bởi vì khi mà tăng được cái số sản phẩm sản xuất thì tổng cái throughput tính trên một cái đơn vị nguồn lực thì sẽ uh, tăng lên trong khi uh, cái chi phí hoạt động khác thì lại không bị ảnh hưởng do đó thì TPR sẽ tăng. Còn để có thể uh, giảm cái uh, tỷ lệ uh, chi phí hoạt động khác tính trên một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn thì công ty có thể thực hiện bằng cách là giảm cái chi phí hoạt động đi, tức là có thể uh, tìm nhà cung cấp khác hoặc là cắt giảm chi phí lương. Công ty cũng có thể tìm cách để uh, nâng cao cái uh, công suất cái giới hạn hoạt động của nguồn lực bị giới hạn. Như trong ví dụ trước chúng ta đang xem xét đến là công ty đang bị giới hạn bởi cái số giờ công là 80 giờ. Như vậy thì công ty có thể tìm cách để tăng cái số giờ công này lên thành 100 giờ, 90 giờ tóm lại là cao hơn cái mức giới hạn ban đầu của nó là 80 giờ. Cái cách công ty có thể thực hiện ví dụ như là yêu cầu nhân viên làm thêm giờ và sẽ chấp nhận trả thêm chi phí làm thêm giờ hoặc là thuê nhân viên bán thời gian, nhân viên hoặc là nhân viên thời vụ khi mà công ty nâng cao được cái uh, giới hạn cái công suất làm việc của cái nguồn lực bị giới hạn lên thì khi đó cái tỷ lệ throughput tính cho một đơn vị nguồn lực bị giới hạn là không ảnh hưởng tuy nhiên thì cái chi phí hoạt động khác tính trên một đơn vị nguồn lực bị giới hạn thì sẽ giảm bởi vì là cái uh, chi phí uh, hoạt động khác nó được giả định là cố định trong ngắn hạn trong khi cái số đơn vị nguồn lực bị giới hạn lại tăng lên thì do đó cái tỷ lệ chi phí nguồn hoạt động khác tính trên một cái đơn vị nguồn lực bị giới hạn sẽ giảm và do đó thì TPR sẽ tăng tuy nhiên các công ty cũng sẽ cần lưu ý rằng cái việc tăng tăng TPR bằng các cái biện pháp nêu trên thì có thể dẫn đến một số các cái hậu quả nhất định ví dụ như là tăng giá có thể làm cho chúng ta bị mất khách hàng hoặc là giảm chi phí nguyên vật liệu thì có thể giảm chất lượng sản phẩm và cũng dẫn đến là bị mất khách hàng nhiệm vụ của các công ty là phải cân bằng giữa lợi ích và tổn thất để lựa chọn được cái phương pháp phù hợp nhất với từng công ty. Như vậy là mình đã đi giải thích xong về cái kỹ thuật kế toán quản trị TA và trong video tiếp theo thì mình sẽ đi giải thích về cái kỹ thuật CVP analysis. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.